Cát Phượng hiếm hoi nhắc về ồn ào giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất Cát Phượng được khán giả dành nhiều sự quan tâm về chuyện tình cảm. Khi cô có 12 đồng hành cùng đồng nghiệp kém 18 tuổi. Kiều Minh Tuấn, trong suốt hơn một thập kỷ đó, họ đã có nhiều ký ức không thể quên nhất là ồn ào khiến showbiz náo loạn khi An Nguy bất ngờ thừa nhận chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cùng hợp tác trong phim. Một bộ phim điện ảnh vào năm 2018, mới đây nghệ sĩ Cát Phượng đã có những giây phút trải lòng về sự việc này. Nghệ sĩ Cát Phượng khiến báo chí, truyền thông và khán giả khỏi ngỡ ngàng khi xác nhận đã chấm dứt chuyện tình cảm lịch tuổi cùng diễn viên Kiều Minh Tuấn. Sau 12 năm hẹn hò, dù trước đó họ vẫn gắn bó, yên bình giữa ồn ào, tình ái của nam diễn viên và bản diễn An Nguy. thiện lòng với cái chuyện của bé An Nguy, Cát Phượng không muốn dự lại mọi chuyện thì không biết bắt đầu từ đâu. Với lại cái thời điểm đó ai cũng quay lưng với mình, anh Tuấn nói khán giả quay lưng với mình nghề nghiệp của ảnh hưởng bao nhiêu xô, người ta cũng hủy hết trơn. Hồi đó việc Cát Phượng quay lưng cũng dễ lắm, nhưng Cát Phượng thấy thời điểm năm 2018, lúc đó là 9 năm, yêu nhau 9 năm mà quay lưng đi thì không phải là chị. Nên khi đó chị ở lại, anh Tuấn cũng ở lại. Thời điểm đó cả hai người vẫn bình thường, tất cả đều bình thường hết. Chị buồn lắm nhưng chị đâu dám đi bắt ghen. Mất mặt chị, mất mặt ông. Mất mặt cả bạn bè kia. Chị không thích làm điều đó, chị hay ngồi góc nhà lòng, vui cũng tự cười. Chị không có cảm giác gì hết, chị cảm thấy đó là không sai. Ông quyết định yêu mà quan trọng, ông nghĩ cái gì đó đúng hay sai, nếu ông cảm thấy sai thì ông sẽ về với chị, nếu cảm thấy đúng thì ông đi, còn chuyện trẻ già ở đâu chị không nói, khi yêu rồi lớn lên hai tuổi gì đó không quan trọng chuyện đó, chị nghĩ là anh Tuấn sẽ không suy nghĩ đến chuyện tuổi tác, chắc chắn ông nói với chị là ông từng say nắng, say nắng thì thôi, say nắng phải tỉnh thôi lỗi ở đây là thời điểm đó chị không lo lắng cho anh tuấn ăn uống không lo quần áo đi quay cũng không lo gọi chung là mình bỏ bê và nó có nhiều cái xảy ra khi anh tuấn muốn dừng lại chị nghĩ là lỗi của chị phải nhận lỗi vậy thôi không đổ lỗi cho ai cả ví dụ vợ chồng nhà ngoại tình mình nhìn lại mình đầu tiên thôi chị cũng vậy chị nhìn mình đầu tiên thôi chị sai chị thấy chị sai chị nhận là chị sai mình nói vậy là cao thượng nhưng mà cái đó đúng. Thì người ta mới như thế đúng không? Chị không muốn chị cao thượng đâu. Chị chẳng cao thượng chẳng thượng. Nói chung là lỗi của mình thôi. Thời điểm đó thì bắt buộc phải như vậy. Thời điểm đó chị quay lưng đi thì không được. Chị nói từ lúc ai quay lưng với ông, từ bạn bè khán giả chị hủy thô hết. Chị không có nỡ. Sau lúc đó sống với anh Tuấn cũng phải gọi. Phải coi lại thôi nói chung là hiện tại chỉ cảm thấy vui mong là chuyện này khán giả đừng ném đá kiều minh tuấn đừng ném đá khát phượng đừng ném đá ai hết khi các bạn cầm lên một cục đá các bạn ném các bạn có thấy tổn thương người khác mà mọi người thấy vui ăn ngon ngủ ngon thì các bạn hãy làm nếu mà cảm thấy không đột tổn thương người khác thì chịu xin sự việc về kiều minh tuấn và an nghi có tình cảm với nhau là thật đã xảy ra và kết thúc được một khoảng thời gian sau 4 năm xảy ra ồn ào của mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng hiện tại mối quan hệ của cát phượng và kiều minh tuấn đã kết thúc cô gửi lời chính thức đến khán giả cách tôn trọng mọi người đã quan tâm họ suốt thời gian qua điều mong muốn khán giả của các nghệ sĩ mong muốn khán giả tôn trọng ý kiến của họ có những việc hết tuyên sẽ dừng lại